Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 33. Một đám người đứng trên lãnh thổ vùng trời của Long Quốc, tất cả đều là người của Viêm Tông, thực lực thấp nhất trong số họ cũng đạt tới lĩnh vực cảnh. Dẫn đầu là một ông già có vẻ mặt lạnh như băng, xung quanh tản ra uy áp vô hình, người này chính là thất trưởng lão nội môn của Viêm Tông Phùng Liệt. Bên cạnh Phùng Liệt còn có một chàng trai trẻ, hắn chính là Sở Quân Lâm. Cảnh tượng của Long Quốc lúc này là xác chết la liệt, vô số chiến sĩ Long Quốc, người dân chết thảm, đám người Đông Phương Hạo Thiên, Tần Chính, Huyết Phu đều quỳ trên mặt đất, bọn họ bị thương không nhẹ, cả quốc chủ Long Quốc và Long Soái cũng bị trấn áp, trong đó bao gồm cả người của Đường tộc, tất cả đều quỳ như nhau, người thì hộc máu, người thì biến thành xác chết. Lòng nhẫn nại của lão phu có hạn, ta nói cần cuối, tên kia đang ở đâu? Phùng Liệt cầm ảnh chụp của Diệp Phàm, lạnh giọng nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất. Trước đó Sở Quân Lâm đã tìm tới người của Viêm Tông, nói cho bọn họ biết có thể tới đây tìm Diệp Phàm, vậy nên Phùng Lâm đã dẫn người theo hắn tới trái đất, sau đó ép hỏi người Long Quốc tung tích của Diệp Phàm. Lúc này, không một ai trả lời, bọn họ không hề biết hiện tại Diệp Phàm đang ở đâu, đương nhiên cho dù biết thì cũng không thể nói. Diệp Phàm chính là tín ngưỡng của toàn bộ người dân Long Quốc, bọn họ không bao giờ bán đứng tín ngưỡng của mình. Đại hổ giận dữ hét lên, các người là một lũ khốn kiếp, muốn đối phó với chủ nhân. Nằm mơ đi. Vút. Vẻ mặt Phùng Liệt lạnh đi, một cỗ uy áp khủng bố trấn áp thắng lên người đại hổ. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, xương cốt trên cơ thể đại hổ như gãy ra từng đoạn, da thịt không ngừng nứt toác, máu tươi phun ra ngoài, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đại ca. Nhị hổ ở bên thấy đại hổ như vậy thì đau đớn hô lên, hẳn vọt thẳng tới muốn cùng gánh vác uy áp này. Rắc rắc rắc. Cũng giống như đại hổ, xương cốt của nhị hổ cũng nứt vỡ, máu tươi phun ra. Lúc này, vẻ mặt của hai anh em đại hổ nhị hổ trở nên vặn vẹo, vô cùng đau đớn, nhưng bọn họ lại cản chặt răng không kêu lên dù chỉ một chữ. Cũng khí phách đấy, đáng tiếc kiến hôi thì vẫn chỉ là kiến hôi. Phùng Liệt lạnh lùng nhìn hai anh em. Uy áp trên người ông ta càng tăng thêm, rất nhanh thôi cơ thể hai người họ sẽ biến thành một đống thịt vụn. A. Ngay khi cơ thể đại hổ nhị hổ sắp nổ tung, hai người phát ra tiếng gầm giận dữ, cơ thể như có sức mạnh gì đó bị kích phát, hai luồng ánh sáng bộc phát ra từ bên trong. Ầm, ầm, tiếng nổ vang lên giống như tiếng sóng gầm, đính tai nhức óc. Một cỗ sức mạnh khủng bố được kích phát từ trên người của hai anh em, phá hủy toàn bộ uy áp của Phùng Liệt khiến cơ thể ông ta bị đẩy lùi vài bước. Lực lượng quá mạnh, đây là lực lượng gì? Phùng Liệt híp mắt quan sát hai anh em. Tất cả mọi người có mặt đều mang biểu cảm ngạc nhiên nhìn đại hổ và nhị hổ. Không thể giữ lại hai tên này. Ngay lập tức, ánh mắt Phùng Liệt lóe lên tia sát ý, ông ta đánh hơi được một tia nguy hiểm từ trên người của hai con kiến hôi này, Phùng Liệt định giết chết bọn họ, chặt đứt mọi nguy cơ. Giết bọn họ. Phùng Liệt lạnh lùng ra lệnh, hai trưởng lão ngoại môn của Viêm Tông đứng sau lưng ông ta xông thẳng tới đại hổ và nhị hổ. Lúc này, hai mắt đại hổ nhị hổ nhắm chặt. Không biết đang làm gì, cả hai đều không phản kháng trước cái chết đang ập tới. Đúng lúc này, một cỗ khí tức khủng bố từ trong Long Quốc bộc phát ra, người con gái lao nhanh tới, đánh ra một chưởng lấy mạng hai trưởng lão ngoại môn của Viêm Tông. Người này chính là Thiên Chiếu vừa mới xuất quan. Từ sau khi linh khí trái đất khôi phục, Thiên Chiếu cũng bế quan để lấy lại thực lực, mãi tới tận hôm nay mới ra ngoài. Thiên Chiếu đứng đó với vẻ mặt lạnh nhạt, trên người tân gia cỗ hơi thở cường đại. Nguyên thần cảnh. Không ngờ ở một thế giới cấp thấp thế này lại ẩn giấu cường giả như cô, thú vị. Phùng Liệt nhìn Thiên Chiếu nói, nhưng nếu muốn khiêu khích tới Viêm Tông, cô còn non lắm. Phùng Liệt vung tay, một quả cầu lửa khủng bố đánh về phía Thiên Chiếu, cô kết ấn ngăn cản, hai người đánh nhau truyền ra tiếng nổ vang dội. Phụt. Dưới đòn đánh của đối phương, Thiên Chiếu lùi về sau, miệng hộc ra máu. Mặc dù thực lực đã khôi phục tới nguyên thần cảnh. Nhưng khi đối mặt với vị thất trưởng lão này thì vẫn còn kém xa. Đáng tiếc là không đủ thời gian, nếu không ông nhất định phải chết. Thiên Chiếu lau máu trên khóe miệng rồi nhìn Phùng Liệt bằng ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng khi ở thời kỳ thượng cổ, thực lực của Thiên Chiếu không chỉ dừng ở nguyên thân cảnh, chỉ là không đủ thời gian, hiện tại ả vẫn chưa khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Hừ, ngông cuồng. Phùng Liệt khinh thường, ông ta trực tiếp ra tay đánh một trưởng hồng trấn áp Thiên Chiếu. Rắc rắc. Đòn đánh của Phùng Liệt giáng xuống, không gian như sụp đổ,
ngọn lửa ngút trời hình thành một bàn tay khổng lồ, giống như núi lửa muốn áp chế Thiên Chiếu hoàn toàn. Thiên Chiếu nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt không hề có cảm xúc. Rắc tắc rắc, đột nhiên vang lên tiếng xương cọ sát vào nhau. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua, bọn họ phát hiện trên cơ thể đại hổ và nhị hổ phát ra ánh sáng rực rỡ, xương bị gãy bắt đầu nối lại, toàn thân vang lên từng tiếng răng rắc giống như một người máy. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, cơ thể hai người vang lên tiếng nổ, có một cỗ năng lượng ngút trời bộc phát tản ra uy thế vô cùng khủng bố. Phút, phút, đại hổ nhị hổ mở mắt, tựa như có thần quang bắn ra, hai người bọn họ trực tiếp ra tay, mỗi người một quyền phá hủy đòn đánh của Phùng Liệt. Sau đó, cả hai xông về phía ông ta, Phùng nằm đấm điên cuồng, mỗi cú đấm họ tung ra đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, uy lực như vũ bão. Ngay lúc này, đại hổ và nhị hổ như được gia tăng. Thần lực, khí thế không thể chống đỡ. Bịch bịch bịch. Sau một hồi tấn công điên cuồng, Phùng Liệt bị ép lui về sau, ông ta ngạc nhiên nhìn hai anh em đại hổ nhị hổ, lực lượng quá mạnh, sao có thể? Ông ta không thể tin nổi đột nhiên hai con kiến hôi này lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Cảnh tượng tiếp theo là cuộc chiến đấu ác liệt giữa ba người, Phùng Liệt thi triển toàn bộ thực lực của âm dương cảnh cửu trọng. Trận đấu của cả ba có thể nói là vô cùng quyết liệt. Thổi bay một nửa không gian của trái đất, mỗi một đòn đánh ra như muốn rút cạn không khí và linh khí. Bất kỳ cú đấm nào cũng mang sức mạnh hủy diệt thế giới. Tất cả người trên trái đất đều có cảm giác nghẹt thở, nội tâm không ngừng run rẩy. Rất nhanh, một tia sấm sét vang lên, cơ thể của Phùng Liệt và đại hổ nhị hổ đều lùi về phía sau, hai bên không ngừng thở dốc, hơi thở cũng rối loạn. Lão Phu không ngờ, một thế giới cấp thấp còn lại giấu nhiều người tài như vậy. Nhưng đổi địch với Viêm Tông ta, các người đều phải chết. Phùng Liệt lạnh lùng nhìn hai anh em đại hổ nhị hổ. Hỏa vực. Lúc này, Phùng Liệt quát lớn, hai tay giang rộng, năng lượng lửa hội tụ hóa thành ngọn lửa vô tận, bao trùm hơn nửa trái đất hình thành một lĩnh vực lửa. Lĩnh vực lửa này vô cùng khổng lồ, nuốt trọn hơn nửa lãnh thổ trên trái đất, nó giống như một biển lửa muốn hủy diệt đi thế giới này. Cơ thể Phùng Liệt bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ, phóng ra ngọn lửa đáng sợ. Vị thất trưởng lão nội môn này đã lĩnh hội được ngọn lửa, hơn nữa còn đạt tới tứ trọng, hỏa ý tứ trọng bộc phát như chất dẫn cháy, khiến ngọn lửa càng thêm tăng vọt, thậm chí ngay cả lửa trong lĩnh vực cũng trở nên mãnh liệt, tản ra khí tức hủy diệt thiên địa. Lúc này, tất cả mọi người đều trở nên ngây dại, vẻ mặt ai nấy đều không ngừng thay đổi, bọn họ cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể táng thân nơi biển lửa. Bọn họ muốn bỏ chạy nhưng bị hỏa vực trấn áp, không thể nào cử động được. Không chỉ là bọn họ, ngay cả đại hổ và nhị hổ cũng cảm nhận được uy áp của hỏa vực, cả hai nhíu mày rồi găm lên, huy động toàn bộ sức mạnh cố gắng tránh thoát uy áp của hỏa vực, sau đó mỗi người dùng hết sức đánh một chưởng về phía Phùng Liệt. Hỏa chỉ liên. Lúc này, Phùng Liệt chắp hai tay lạnh giọng quát. Lửa nhanh chóng dung hợp vào lòng bàn tay, ngay sau đó tất cả sức mạnh của lửa trong lĩnh vực cũng điên cuồng tụ hợp lại. Rất nhanh, những ngọn lửa đã ngưng tụ thành một bông hoa sen bằng lửa. Khí tức tản ra như muốn hủy diệt đất trời. Lúc này, tất cả người trên trái đất đều cảm nhận được hơi thở tử vong mãnh liệt, giống như chỉ cần một giây sau, bọn họ sẽ bước chân vào địa ngục. Không xong. Nếu bông hoa sen lửa kia bạo nổ thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Thiên Chiếu híp mắt nói. Nghe vậy, vẻ mặt đám người Đông Phương Hạo Thiên, Tân Chính, Đường Chính Nhân đều thay đổi, nhưng bọn họ cũng không làm gì được, trấn áp của hỏa vực khiến họ không thể cử động. Chứ đừng nói tới việc đi ngăn cản. Chúng mày chết hết đi. Phùng Liệt quát một tiếng, sức mạnh của lửa trên người ông ta và năng lượng trong hỏa vực dung hợp lại hóa thành hỏa liên đỏ rực rồi đánh ra. Hỏa liên xoáy tròn tản ra khí tức hủy diệt, trong lòng đại hổ nhị hổ cũng kinh sợ, bọn họ cảm nhận. Được cái chết cận kề. Rõ ràng, một khi hỏa liên này phát nổ, sức phá hủy của nó đủ để hủy diệt trái đất. Ha ha ha, lũ kiến hôi thấp hèn, tất cả cùng nhau đi chết đi. Phùng Liệt cười lớn, ông ta muốn hủy diệt thế giới này, còn về chết bao nhiêu người thì ông ta không quan tâm, một lũ run rế của thế giới cấp thấp mà thôi, chết thì chết, cần gì phải để ý nhiều. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng toàn bộ trái đất này sẽ bị hủy diệt, bóng người cõng một cô gái với mái tóc bạc trắng ở trên lưng đang đạp không bay tới, chỉ trong nháy mắt đã chắn trước hỏa liên. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng người đó, bọn họ không hỏi hô lên. Kia không phải thần thủ hộ sao? Chủ nhân, thiếu quân chủ,
Đám người Đông Phương Hạo Thiên nhìn thấy người vừa xuất hiện thì gọi lớn. Người này chính là Diệp Phàm vừa trở về từ Thương Lan giới, trên lưng hắn là Đường Sở Sở. Là mày. Phùng Liệt nhận ra Diệp Phàm, ông ta híp mắt, danh con cuối cùng cũng chịu xuất hiện, vừa kịp lúc, cùng hủy diệt với thế giới cấp thấp này đi. Ầm. Ngay sau đó, đóa hỏa liên đáng sợ kia đánh thẳng lên người Diệp Phàm, về mặt đám người Thiên Chiếu, Đông Phương Hạo Thiên đều thay đổi. Nhưng giây sau, bọn họ đều ngạc nhiên bởi vì khi đóa hỏa liên kia tiếp xúc với cơ thể Diệp Phàm lại không hề phát nổ, hủy diệt tất cả, ngược lại bông sen đó lại dung nhập vào bên cho nên gương mặt Phùng Liệt lập tức thay trở nên không thể tin được. Con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không thể tin được vào cảnh tượng này, hỏa liên của ông ta chính là bí thuật tối cao của Viêm Tông, thi triển ra cũng đủ để hủy diệt đi mọi thứ, sao có thể biến mất lặng yên không một tiếng động như vậy được. Ngươi cần nuốt hết hỏa liên. Không thể nào. Phùng Liệt hô lớn về phía Diệp Phàm. Không sai, quả thật Diệp Phàm đã cần nuốt hỏa liên, sở dĩ hẳn có thể nuốt trứng bông sen lửa này là dựa vào phần quyết mà hắn tu luyện. Lúc trước hắn lấy được phần quyết từ trên bộ hài cốt nguyên vẹn của một cường giả ở trong Long Cấm, vậy nên Diệp Phàm đã tu luyện từ lâu, đặc điểm của môn công pháp này là có thể cần nuốt mọi ngọn lửa trên thế gian này. Chỉ cần là lửa thì đều có thể cần nuốt. Hơn nữa lửa mà phần quyết cắn nuốt còn có thể dung hợp lại, khiến cấp độ của ngọn lửa không ngừng tăng lên. Đây chính là uy lực của phần quyết. Mặc dù hỏa liên khủng bố nhưng vẫn được hình thành bởi lửa, đương nhiên sẽ không thoát khỏi sự cắn nuốt của phần quyết. Hỏa liên bị chiếm đoạt sẽ nhanh chóng bị dung hợp với lửa trong cơ thể Diệp Phàm. Chỉ trong chốc lát, uy lực của lửa tăng vọt. Vút! Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Phùng Liệt, hắn lạnh giọng nói, chỉ một hỏa liên còn con cũng muốn hủy diệt trái đất, ông đúng là mơ tưởng hão huyền. Dứt lời, hắn thí triển chỉ xích thiên nhai, giây sau đã xuất hiện trước mặt Phùng Liệt rồi đánh một chưởng về phía ông ta. Có lẽ Phùng Liệt cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, ông ta vung tay ngăn cản đòn đánh của Diệp Phàm, nhưng lại bị hất bay ra xa. Phụt phụt, cơ thể Phùng Liệt lùi mạnh về sau, miệng phun ra máu, bị thương nặng. Hay lắm! Lúc này, dân chúng và tu hành giả ở trái đất đều vỗ tay, phấn khởi hô to. Nhất là những người dân phổ thông kia, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm lần nữa cứu vớt bọn họ và trái đất, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy vẻ tôn sùng và kính trọng. Trước kia khi Diệp Phàm chiến đấu với ngoại tộc để cứu lấy trái đất, hẳn đã trở thành thần thủ hộ trong lòng bọn họ. Lần này hẳn lại chứng minh cái danh xưng này, ngay cả những tu hành giả trên trái đất cũng phải lộ ra vẻ kính nể khi sau khi nhìn thấy Diệp Phàm vẫn bình yên vô sự trước hỏa liên. Hắn lại trở nên mạnh như vậy. Thiên Chiếu lẩm bẩm nhìn Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Mày! Phùng Liệt hộc máu, hai mắt trợn to nhìn Diệp Phàm, lúc này gương mặt của ông ta vô cùng khó coi. Chết! Diệp Phàm không nhiều lời, hẳn đánh một chưởng về phía Phùng Liệt. Khốn kiếp! Phùng Liệt hô lớn, ông ta trực tiếp thi triển cấm thuật, cưỡng chế kích phát sức mạnh trong cơ thể, hỏa ý tứ trọng bùng nổ, lần nữa tung ra sát chiêu, mục tiêu là để lấy mạng Diệp Phàm. Nhưng ông ta đã đánh giá quá thấp thực lực hiện tại của đối phương, cũng quá tự tin vào bản thân mình. Khi đòn đánh phá vỡ hư không của Diệp Phàm rơi trên người Phùng Liệt, ông ta mới ý thức được thực lực của tên này đáng sợ tới mức nào. Ầm ầm ầm. Đòn tấn công như bẻ nát mọi thứ của Diệp Phàm đã phá hủy lực lượng của Phùng Liệt, cuối cùng khi tiếp xúc với cơ thể, thất trưởng lão của Viêm Tông đã nổ tung, thân xác bị Diệp Phàm đánh thành bột phấn, chết tới ngay cả mảnh vụn cũng không còn, ngay cả nguyên thần cũng chạy không thoát. Hồn bay phách lạc. Lúc này, mọi người có mặt đều chấn động, ánh mắt của những tu hành giả kia cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn thấy đòn đánh của Diệp Phàm, bọn họ có cảm giác da đầu như tê dại. Khi mọi người còn đang đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, móng vuốt của một hung thú mang hơi thở tàn bạo. Bay thẳng về phía Diệp Phàm. Đòn tấn công này hết sức bất ngờ, nhanh như tia chớp, không hề cho Diệp Phàm cơ hội phản kháng. Lúc này, móng vuốt kia đã đánh lên người Diệp Phàm, truyền ra tiếng nổ vang trời, nhưng lại không hề thương tổn được hẳn, bởi vì móng vuốt kia đã bị nhân đạo hộ giáp cản lại, cộng thêm cơ thể của Diệp Phàm có máu của tổ vu, sau khi điên cuồng rèn luyện sức mạnh của ma thần và máu của những cường giả ở chiến trường cổ xưa, thân xác hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất, mặc dù móng vuốt kia đáng sợ nhưng không thể làm hẳn bị thương được. Vút! Vẻ mặt của đối phương thay đổi, đôi mắt híp lại, biểu cảm trở nên vô cùng khó coi. Hẳn ta chính là Sở Quân Lâm. Lúc trước, Sở Quân Lâm bị Diệp Phàm chặt đứt cánh tay phải, nhưng hiện tại cánh tay phải kia lại xuất hiện,
nhưng không phải tay người mà là tay của một con hung thú. Hóa ra là mày. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Sở Quân Lâm, ánh mắt của đối phương lại tràn đầy vẻ căm hận, hẳn ta giận dữ hô lên rồi vung tay hung thú đánh về phía Diệp. Phàm. Diệp Phàm cũng đánh ra một chưởng, trực tiếp đối đầu với móng vuốt hung thú của Sở Quân Lâm, hai đòn va chạm truyền ra tiếng nổ vang dội, kết quả cánh tay hung thú của Sở Quân Lâm nổ tung thành xương máu, cơ thể cũng bị hất bay ra ngoài. Phụt phụt. Sở Quân Lâm lùi mạnh, miệng phun ra một ngụm máu, hẳn nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không can tâm. Trước kia, Sở tộc tha cho anh một mạng, xem vẫn không biết hối cải, người của Viêm Tông là anh dẫn tới đây đúng không? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Sở Quân Lâm. Mày đáng chết, Sở Thiên Ca đáng chết, Sở Phù Đồ cũng đáng chết, các người đều đáng chết. Các người chặt đứt cánh tay phải của tôi, giết chết cha tôi, sớm muộn gì cũng có ngày tôi giết sạch các người. Gương mặt Sở Quân Lâm đầy vẻ dữ tợn. Anh không có cái cơ hội đó đâu. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh đi, hẳn đánh một chưởng về phía Sở Quân Lâm. Năng lượng tản ra từ cú đấm trực tiếp bao phủ Sở Quân Lâm, khiến hẳn ta không có năng lực phản kháng. Sư tôn, cứu con. Lúc này, Sở Quân Lâm nhìn thấy Diệp Phàm đánh tới thì hô lớn. Ngay lúc này, trong cơ thể Sở Quân Lâm bộc phát ra cỗ lực lượng cưỡng bạo, mang theo sự bá đạo ngang tàn đánh về phía Diệp Phàm. Bịch bịch bịch. Cơ thể Diệp Phàm lui mạnh về sau, hẳn híp mắt nhìn Sở Quân Lâm. Lúc này, trên người Sở Quân Lâm mang theo hơi thở không cuồng, hẳn như hoàn toàn biến thành người khác, trong mắt tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta thót tim. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói, danh con, khó khăn lắm bản tôn mới tìm được một đệ tử, cậu muốn giết nó, vậy thì phải hỏi xem bản tôn có đồng ý hay không, ta thấy tư chất của cậu còn mạnh hơn tên đệ tử này của ta, đồng ý làm đồ đệ của bản tôn có thể cân nhắc ta cho cậu một mạng. Lúc này, giọng nói của Sở Quân Lâm đã trở nên khác lạ, rõ ràng bên trong cơ thể hẳn còn có một linh hồn khác, vậy nên hơi thở mới đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Hừ. Một tàn hồn ngay cả thân xác cũng không có, ông cũng xứng làm sư phụ tôi. Diệp Phàm khinh thường nói. Muốn chết. Lời nói của Diệp Phàm đã chọc tức linh hồn bên trong cơ thể Sở Quân Lâm, ánh mắt đối phương bắn ra sát ý, cơn tức giận càng trở nên đáng sợ, đủ để nhấn chìm một thế giới. Nếu như cậu đã không muốn làm đệ tử của bản tôn, vậy thì đi chết đi. Giọng nói của linh hồn bên trong cơ thể Sở Quân Lâm lạnh như băng. Ông tay điều khiển cánh tay trái của hắn ta đánh về phía Diệp Phàm. Phút. Đột nhiên, một ông già xuất hiện trước mặt Diệp Phàm lắng lặng nhìn Sở Quân Lâm, người này chính là tộc trưởng của Sở tộc Sở Trường Sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.